xin chào các bạn, mình Linh của Simple Life Happy Life đây. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại trong một chiếc video với chủ đề như các bạn đã thấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ khoe quà mà sếp mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình, cũng như chia sẻ về cái quá trình mà mình tìm việc ở Nhật, quá trình mình đi làm ở Nhật, những khó khăn mà mình gặp phải khi mới bắt đầu công việc. Thực ra là mình cũng mới đi làm công việc hiện tại được hơn 3 tháng thôi, nhưng mà cũng có những cái điều muốn rất là muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các mẹ theo chồng qua Nhật theo viện visa gia đình, và cái quá trình tìm việc như thế nào, những khó khăn mà các bạn có thể gặp phải, cũng như là những cách mà mình đã sử dụng áp dụng với bản thân để khắc phục, để vượt qua được những cái khó khăn tại những thời điểm đó. Ok, thì đầu tiên nhá, mình xin được khoe cái quà này là quà mà sếp mình đã tặng mình nhân dịp sinh nhật. Thì nó cũng là một cái món quà mà mình thấy rất là dễ thương ấy. Đấy, đây đầu tiên là sếp mình ngày hôm đấy mình đi làm, sếp mình nói là xin chào Osanjuri Omedito Gozaimasu, đưa cho mình cái bọc hộp quà này. Mình cũng rất là tò mò không biết nó là cái gì, mình mở ra ôi dễ thương lắm các bạn ạ. Và mình thì công nhận một điều ấy, là những cái người Nhật mà mình đã có cơ hội làm việc cùng ấy, và những người Nhật mà mình biết ấy, họ đều là những cái người họ rất là tinh tế và họ rất là để ý các bạn ạ. Đó, thì đây là hai món quà mà sếp mình đã tặng mình. Đây, món quà đầu tiên nha, đó là một cái đố các bạn biết là cái gì luôn ấy. Rồi đầu tiên sếp mình hỏi thế bác đố cháu cái này là cái gì, mình cũng đoán mãi không biết nó là cái gì luôn á. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó có hình con thỏ, có hình con thỏ, đúng các bạn biết nó là cái gì luôn đấy. Có hình con thỏ, mình thích thỏ và mình thích những cái con vật dễ thương ấy đấy. Thì đố các bạn biết đây là cái gì. Ban đầu mình nghĩ nó là túi được tiền xu hoặc là túi để mình đựng tiền khi đi chợ, còn như kiểu này chẳng hạn như thế. Thì về sau mình mới biết đấy là đây là cái túi để đựng origini, là một loại cơm nắm của Nhật. Thì bác ấy mới thấy, bác quan sát là thấy ngày nào mình cũng ăn cái cơm nắm mà mình mua ở konbini, mua ở cửa hàng tiện lợi ấy, là bác tặng mình cái này. Đó là dễ thương lắm luôn các bạn ạ. Và món quà thứ hai là bác tặng sinh nhật của mình, đấy là một cái túi này thì mình cũng không biết là chắc là nó định dùng để đựng những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như kiểu đồ make up, kiểu son này, hoặc là đựng bút này, hoặc là có thể đựng tiền khi mà đi chợ này. Đấy, mình chả hiểu sao mà cứ ai tặng mình những cái kiểu như này được. Mình đều nghĩ đến chuyện là mình sẽ để cái tiền để mình đi chợ ấy, để tiền lẻ để mình đi chợ, đi siêu thị ấy. Dễ thương của các bạn ạ. Đây là có họa tiết hình con này là con hươu cao cổ với cả củ cà rốt. Mình đây là hình con thỏ, rất là dễ thương luôn. Mình thích lắm, mình cảm ơn bác rất dít luôn. Thế nó dễ thương ấy. Đấy, mỗi ngày mà nhiều những cái món đồ dễ thương như này thì cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy yêu đời hơn đấy. Rồi, những bạn nào mà đang cảm thấy không yêu đời lắm thì cứ thử nhá. Xem đến phần chính của video ngày hôm nay thì khi mà mình có post những cái video với chủ đề, mình có đăng tải những cái video với chủ đề là xin việc ở Nhật, rồi là xin việc bai tộ, làm trong xin việc bán thời gian, xin việc toàn thời gian, thì có một số bạn có hỏi mình là cái cách mà mình tìm việc ở Nhật như thế nào, và các bạn hỏi mình một số câu hỏi khác nữa mình cũng không nhớ rõ lắm, liên quan đến việc là cái quá trình mình đi làm ở Nhật thì nó có gặp những cái khó khăn gì. Đấy, thì ngày hôm nay mình làm video này thì các bạn nhìn thấy là mình vừa mới đi làm về. Đây là cái đồ mà mình mặc đi làm. Thì thông thường ấy, mình nói một chút xíu về cái trang phục ấy. Thì trang phục thì ví dụ như những cái hôm nào mà phải đi gặp khách hàng thì mình sẽ mặc bộ vest, mà vest kiểu formal ấy, vest mà kiểu nó trang trọng ấy, mang tính chất trang trọng. Thì những hôm đấy thì mình sẽ mặc vest cộng với cả áo sơ mi cộng với cả quần âu. Còn ngày thường thì mình có thể mặc váy, nhưng mà dĩ nhiên là phải là những bộ váy lịch sự, váy có cổ và váy nó dài qua gối, mà an toàn nhất là váy dài gầm chấm bắp chân ấy, thì là cái phần bắp chân dưới là an toàn, nhìn trông nó rất là lịch sự, cũng rất là nữ tính nữa đó. Còn một số ngày nữa thoải mái hơn nữa thì mình có thể mặc áo phông cộng với cả quần âu. Dĩ nhiên không thể nào mặc áo phông quần short được rồi, mà nó phải là áo phông quần âu mặc với cả quần dài màu đen đó. Thì đấy, trang phục thì mình làm cho một GCT, tức là một cái công ty của nước ngoài, nên ra là cái trang phục nó khá là thoải mái. Thì trừ những lúc nào mà phải đi gặp khách hàng, hay là như kiểu những cái hôm mà có những đối tác người ta đến thăm công ty ấy, thì mình sẽ phải mặc nó chỉnh chu một chút đó. Là nó sẽ không giống như các cái công ty thuần Nhật. Bạn nào mà làm cho các công ty thuần Nhật thì mình thấy là các bạn sẽ phải mặc những cái đồ công sở hàng ngày, đúng không? Còn như mình thì thời trang nó thoải mái hơn một tí xíu. Nó chỉ là những cái hôm nào mà phải đi gặp khách hàng, hoặc là những hôm nào có khách đến công ty làm việc ấy, thì mình mới phải bác trưởng bộ phận của mình sẽ nhắc là ngày mai có người này người kia đến này, thì mình sẽ phải tự động là biết là ngày mai mình sẽ phải mặc quần áo
trang trọng, còn nếu không thì mình chỉ cần mặc những cái đồ mà mình cảm thấy thoải mái. Dĩ nhiên là như mình có nói là không thể nào mặc áo phông các thứ, không thể nào áo phông thì được nhưng mà quần short thì là không được, quần ngắn thì là không được, váy quá ngắn cũng không được đó. Rồi thế thì mình sẽ quay trở lại với cái câu chuyện đấy là mình đã xin việc ở Nhật như thế nào nhá. Thì mình sẽ liên quan đến cái công việc mà làm tại Nhật ấy, thì mình sẽ chia ra làm hai giai đoạn đi. Thứ nhất đấy là giai đoạn đi tìm việc và thứ hai là giai đoạn đi làm. Thì mình nói về cái giai đoạn đi tìm việc. Thì đầu tiên cái giai đoạn đi tìm việc ấy, thì các bạn có xem trong những video trước, mình không phải là du học sinh học trường tiếng hay là học đại học hay là học thạc sĩ tại Nhật, mà mình theo chồng qua Nhật theo diện visa gia đình. Thì mình phải trình bày hơi dài dòng một tí, bởi vì mỗi một cái trường hợp ấy nó sẽ có những cái tình huống khác nhau. Thì đây là cái tình huống của bản thân mình, đấy là mình đi qua Nhật theo visa gia đình. Và khi mà ở Việt Nam thì mình học tiếng Nhật được khoảng 2 năm, mình chưa có một cái chứng chỉ tiếng Nhật nào cả. Đó là về cái câu chuyện của mình. Và cái tiếng Nhật của mình thì dừng lại ở mức độ là mình có thể giao tiếp một cách thông thường. Ví dụ như kiểu mình có thể đi siêu thị, rồi là mình có thể đi làm những cái thủ tục hành chính, tự đi làm các thủ tục hành chính. Còn trong công việc thì thực sự là nó cũng chưa quá là thành thạo. Còn tiếng Anh thì về ngôn ngữ tiếng Anh ấy, ngôn ngữ tiếng Anh nó là cái chuyên ngành của mình ở đại học. Đó thì mình tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Đó là toàn bộ về cái thông tin cơ bản của mình, những cái gì mà mình có trước khi mà mình đi xin việc. Thì trước cái hồi mà ở Việt Nam ấy, thì mình cũng có tìm hiểu là những cái bạn mà ở trong cùng cái tình huống như mình thì thường sang Nhật các bạn sẽ làm gì. Thì nếu như trước đây mình thấy là một số bạn có nói rằng là các bạn có thể đi dạy ở các trường ấy, thì bây giờ mình cũng muốn nói luôn là với những bạn mà có ý định sang Nhật để dạy tiếng Anh ấy, thì nó sẽ rất là khó khăn. Mình phải nói một điều là như vậy, bởi vì thường ấy, người ta sẽ tuyển những cái người là những người đến từ những nước Anh, nước Úc, nước Mỹ, tức là những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ bản địa. Còn nếu như mà các bạn muốn dạy tiếng Anh, tức là nếu như các bạn muốn xin một công việc toàn thời gian là dạy tiếng Anh ấy, và các bạn không phải là người Anh, người Úc, người Mỹ, thì thường nó sẽ rất là khó. Các bạn chỉ có thể xin vào các cái vị trí làm bán thời gian. Ví dụ như mình trước khi mà mình làm ở cái công ty ở thời điểm hiện tại ấy, thì mình cũng xin vào làm bán thời gian cho một trung tâm dạy tiếng Anh. Và mình không phải là giáo viên dạy tiếng Anh thì cũng không đúng thật. Nó vừa là dạy tiếng Anh, đồng thời là chăm trẻ, và đồng thời là mình cũng phải hỗ trợ những cái giáo viên bản địa rất là nhiều. Tức là nói chung là về vị thế, về mức lương thì nó vẫn xem như nhau, nhưng mà về vị thế của mình thì đương nhiên là mình không thể nào được như là những cái giáo viên bản xứ rồi. Đấy là một điều mình cũng phải muốn nhắc các bạn, nếu như mà các bạn có ý định sang Nhật để dạy tiếng Anh toàn thời gian thì nó hơi khó. Mình cũng không biết là có trường hợp nào, có chị nào, có anh chị nào đi trước đã từng xin được việc làm toàn thời gian là giáo viên dạy tiếng Anh cho các trường hay không, tức là để mà các anh chị có một cái công việc ổn định và có cái đãi ngộ ổn định giống như cái người nước ngoài ấy. Thì mình cũng không biết là có ai làm được điều đó hay không, nhưng với mình thì mình thấy là nó rất là khó khăn, và đó cũng là cái điều mà những cái người phỏng vấn người ta cũng trao đổi trực tiếp với mình luôn đó. Nên là mình nghĩ sang định hướng thứ hai đó là mình sẽ đi làm văn phòng. Nhưng mà nếu mà muốn đi làm văn phòng thì đòi hỏi cái trình độ tiếng Nhật của các bạn nó phải ở mức độ tầm cỡ N2 trở lên, tức là ở cái mức độ văn phòng. Còn lúc bây giờ khi mà mình đi xin việc ấy thì mình cũng không mang nhiều cái hy vọng đâu, bởi vì là mình cũng biết là nó sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để có thể hoàn thiện được cái năng lực tiếng Nhật của mình. Nên là mình vẫn cứ đánh liều mình đi xin thôi đó. Thì theo những cái khi mà mình ở Việt Nam, mình có tìm hiểu là với những cái trường hợp như của mình thì anh chị, các chị thì có thể làm cho các cái công ty về nhân sự, các cái công ty tuyển dụng nhân sự. Còn lý do tại sao có thể làm cho các công ty tuyển dụng nhân sự, thứ nhất là các anh chị có tiếng Anh, rồi thứ hai là các cái công ty tuyển dụng nhân sự ấy thì nó sẽ là tuyển dụng nhân sự người Việt Nam làm cho cái khối người Việt Nam ấy, thì cái việc xin visa nó sẽ dễ dàng hơn. Đó thì mình cũng phải nói thêm một yếu tố nữa, đó là yếu tố liên quan đến visa. Nếu như các bạn ở Việt Nam, các bạn có thể tốt nghiệp chuyên ngành A, nhưng các bạn làm một cái công việc nó không liên quan đến chuyên ngành A, các bạn vẫn có thể xin được, đấy là chuyện hoàn toàn bình thường nếu như các bạn có năng lực. Nhưng khi mà các bạn sang nước ngoài, mình không biết ở những nước khác như thế nào, nhưng nếu như các bạn ở Nhật thì các bạn sẽ phải xin một cái công việc nào đấy mà nó phù hợp với chuyên ngành các bạn được đào tạo ở bậc đại học, thì các bạn là người nước ngoài. Mình không nói đến những cái trường hợp là các bạn là sang Nhật khi mà cái người bảo lãnh các bạn là người có visa vĩnh trú hay là người có quốc tịch Nhật nhá, thì mình không biết cái trường hợp đấy như thế nào. Về trường hợp của mình thì cái người bảo lãnh mình là chồng mình, và chồng mình là người Việt Nam, làm kỹ sư ở Việt Nam. Thế nên trong cái tình huống của mình ấy, trong cái trường hợp của mình thì mình sẽ phải tìm một cái công việc nào đấy phù hợp với cả chuyên ngành mình được đào tạo ở Việt Nam, đó chính là chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Điều đó dẫn đến một cái khó khăn khi mà mình làm công việc hiện tại ấy, bởi vì công việc hiện tại của mình là mình làm trợ lý cho bộ phận kinh doanh, đúng không? Nó
gọi là trợ lý cho bộ phận kinh doanh của một công ty về xuất nhập khẩu. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu như mình muốn xin chuyển đi, tức là nó không phù hợp với cái ngành nghề mình được đào tạo ở Việt Nam là về chuyên ngành tiếng Anh, và cái công ty của mình thì nó là cái công ty của nước ngoài nhưng mà nó đang hoạt động tại Nhật. Thế nên là cái quá trình mà mình xin visa nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn gặp khó khăn trong vấn đề xin chuyển visa. Đó, thì mình cũng chia sẻ trực tiếp với các bạn là như vậy. Nên thường những cái bạn mà ở trong cái tình huống như mình, tức là có vốn tiếng Anh nhất định ấy, thì các bạn sẽ sang Nhật và các bạn hay làm cho các công ty về các bạn sẽ làm cho các công ty nhân sự chẳng hạn như thế. Nhưng mà ngoài tiếng Anh ra thì các bạn cũng vẫn phải biết tiếng Nhật đấy. Đó, thì những cái công ty nhân sự này thì các bạn sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam, liên quan đến việc tuyển dụng người Việt Nam. Đó, thì mình cũng tìm hiểu ở Việt Nam là như vậy, và đấy là cái tình huống của bản thân mình. Đó, thì mình cũng phải nói một điều là để xin việc được ở Nhật nó là một điều rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn luôn. Mặc dù khi mà mình ở Việt Nam thì mình rất là tự tin là mình xin ở đâu mình cũng có thể trúng được. Đó, nhưng mà cho đến khi mà mình sang Nhật thì cái sự tự tin đấy hoàn toàn biến mất các bạn ạ. Mình đã phải, nếu như các bạn có xem những cái video trước ấy, mình đã phải giải đơn thi rất rất nhiều các công ty, và đặc biệt là mình sang trúng cái đợt mà dịch corona nó đang bùng phát. Thế nên là mọi thứ nó đều rất là khó khăn. Nhưng mà cũng may đấy là sau 6 tháng khá là kiên trì, và nhiều khi cũng khóc lóc các thứ đấy, bởi vì cảm thấy thất vọng với bản thân mình quá ấy, thì cuối cùng mình cũng có một cái trái ngọt, đấy là mình được nhận vào làm cho cái công ty ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là trong cái quá trình làm thì cái câu chuyện liên quan đến visa nó cũng không ít những khó khăn, nhưng mà mình cũng cảm thấy tạm hài lòng với bản thân ở thời điểm hiện tại. Thế nên là ở trong cái giai đoạn mà khi các bạn đi xin việc ấy, thì mình khuyên các bạn là có rất nhiều bạn ấy sẽ nghỉ việc toàn, tức là các bạn không đi, có đi làm bán thời gian ở bên ngoài, mà các bạn chỉ tập trung toàn tâm toàn ý vào cái việc mà đi xin một cái công việc toàn thời gian thôi, thì mình nghĩ là các bạn không nên làm như vậy. Nên trong cái quá trình mà mình xin việc, mình farm ra phỏng vấn như thế ấy, thì mình vẫn đi làm bán thời gian ở bên ngoài. Cái mục đích của việc mà mình đi làm bán thời gian ở bên ngoài ấy, đấy là thứ nhất là mình sẽ có thêm một cái nguồn thu nhập nhất định, và thứ hai đấy là cái khoảng thời gian chết nó sẽ bớt đi, và thứ ba là mình sẽ có cái cơ hội để mà mình giao tiếp tiếng Nhật, thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều, thay vì việc là các bạn chỉ tập trung vào cái việc mà các bạn đi xin việc. Bởi vì nhiều khi nhá, các bạn tập trung vào việc đi xin việc xong rồi các bạn không nhận được một cái kết quả như các bạn mong muốn ấy, thì các bạn cảm thấy sẽ rất là buồn chán và cảm thấy nó rất là bế tắc. Thế nên là lời khuyên của mình dành cho các bạn trong cái giai đoạn này, thứ nhất đấy là các bạn hãy vừa đi làm thêm và vừa tiến hành xin việc, để cho cái thời gian của mình nó đỡ trống và vẫn có một cái nguồn thu nhập nhất định. Còn thêm nữa đấy là các bạn hãy nên làm những cái bài test để hiểu xem là bản thân của mình nó đang có những ưu điểm và những nhược điểm nào để mình cùng phát huy và cùng khắc phục. Đó, và thêm nữa là trong cái thời gian mà mình xin việc đấy thì mình cũng có chia sẻ cái câu chuyện của mình cũng rất là hay nói chuyện với các bạn mình, như là một phần để giải tỏa cái tâm lý. Và thêm nữa là những mối quan hệ đó có thể đâu đó người ta sẽ có những cái mối quan hệ hoặc là có những công việc nào đó dành cho các bạn chẳng hạn như thế. Thế nên là đừng ngần ngại chia sẻ cái câu chuyện của bản thân. Mình biết là về cái việc mà các bạn, nhiều bạn ấy sẽ cảm thấy nó hơi khó khăn trong việc các bạn không muốn chia sẻ những cái câu chuyện của bản thân của mình quá nhiều, nhưng đôi khi cái việc mà chia sẻ với người khác cũng là một cái cách để giúp cho các bạn giảm stress. Nhưng mà chú ý là hãy chia sẻ với những ai đó mà các bạn cảm thấy thật sự tin tưởng nhé. Đừng chia sẻ với những ai mà các bạn mới gặp hay là các bạn chưa quá là thân thiết mà các bạn cứ hay nói chuyện với người ta, thì đôi khi mà cái câu chuyện cá nhân của mình ấy nó sẽ bị người ta đem đi kể lại rồi nó thêu dệt sang những cái câu chuyện khác, và khiến cho các bạn vô hình nó lại khiến cho các bạn lâm vào một cái rắc rối khác chẳng hạn như vậy. Thế nên là các bạn hãy chọn chia sẻ với những người nào mà các bạn cảm thấy tin tưởng, mà các bạn cảm thấy là những người đó có khả năng giúp mình ấy, thì các bạn hãy chia sẻ một cách thật lòng. Đó là những cái mà mình đã áp dụng trong cái quá trình mà xin việc. Và thêm nữa là khi mà các bạn có thời gian rảnh ấy, thì các bạn hãy ngồi luyện tập trả lời phỏng vấn. Bởi vì cái việc mà trả lời phỏng vấn tiếng Nhật thì mình không biết các bạn thấy thế nào, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là áp lực và mình cảm thấy rất là khó. Nên mình đã luyện tập bằng cách đấy là mình lên trên mạng, và hình như là mình có vào phần video của chị Thảo Tokyo, thì chị Thảo Tokyo các bạn có thể search ở trên YouTube ấy, là một YouTuber khá là nổi trong giới tiếng Nhật ở Nhật. Thế là chị có một cái video mà chuyên về phỏng vấn và có một list hình như 30 câu hỏi gì đấy, thì mình có copy về và sau đó thì mình viết ra những cái câu trả lời liên quan đến những cái câu hỏi đấy, rồi mình luyện tập trả lời đi trả lời lại thì là nhiều lần cho thật là trôi chảy. Mình có ghi âm lại, rồi mình có quay video lại, thậm chí là trong lúc mà mình rảnh rỗi ấy, thì mình cũng sẽ ngồi như thế này và mình quay video, mình xem là cái cách mình nói chuyện nó đã tự tin hay chưa, nó đã thuyết phục hay chưa, ánh mắt của mình như thế nào, rồi là cái body language của mình như thế nào, nó có phù hợp hay không. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn sẽ thấy mình được có cái body language nó khá là nhiều ấy,
Đó, thế nên là khi mà mình phỏng vấn bằng tiếng Nhật, phỏng vấn với người Nhật thì mình sẽ cần tiết chế lại. Còn trong cái kênh này của mình thì mình muốn thể hiện cái phong cách của mình. Mình cảm thấy nó thoải mái, cái phong cách nào mình cảm thấy thoải mái thì mình sẽ làm thôi. Còn khi mà các bạn phỏng vấn với người Nhật ấy, phỏng vấn bằng tiếng Nhật thì các bạn chú ý là tiết chế lại. Đó, thì đấy là những cái cách mà mình đã sử dụng để mà mình, những cái cách cũng như là những cái phương pháp mình đã sử dụng để mình vượt qua được những cái rào cản về mặt tâm lý, hay là vượt qua được những cái khó khăn khi mà trong cái quá trình mà mình xin việc ở Nhật. Đó, thì mình tự chung lại là từ nãy đến giờ mình nói rất là nhiều, nhưng mà có 3 cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Thứ nhất đấy là phải lựa chọn cái công việc mà phù hợp với ngành nghề mình được đào tạo ở Việt Nam, tránh bị như mình nó gặp vấn đề khó khăn trong việc xin chuyển visa. Cái điều thứ hai đấy là đừng quá tập trung vào cái việc mà đi phỏng vấn mà không đi làm thêm, bởi vì nếu như các bạn không đi làm thêm thì như mình có nói, cái thời gian rảnh của các bạn nó quá nhiều sẽ khiến các bạn nghĩ lung tung. Về cái thứ hai, đi làm thêm thì các bạn sẽ nói chuyện với cả những người khác thì các bạn phần nào sẽ được giải quyết vấn đề về mặt tâm lý. Và thứ ba là đi làm thêm, đúng không, thì các bạn sẽ có thêm một nguồn thu nhập nữa để các bạn trang trải cho cái cuộc sống nó khá là đắt đỏ ở Nhật. Và cái điểm thứ ba mà mình muốn nói, các bạn có nghe thấy tiếng máy bay không? Tại vì nhà mình nó ở gần sân bay Kansai mà, thế nên là ngày nào cũng nghe thấy máy bay nó chạy qua đầu. Lại mất tập trung rồi. Thì cái điểm thứ ba nữa đấy là các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ cho cái phần phỏng vấn. Và đó, thì như mình có nói, các bạn hãy luyện tập tiếng Nhật phỏng vấn bằng việc là các bạn có thể sử dụng 30 cái câu hỏi mà trong cái kênh YouTube của chị Thảo Tokyo, hoặc các bạn có thể search bất kỳ đâu, nó rất là nhiều, và các bạn chịu khó luyện tập phỏng vấn theo. Thì ở đâu, mình thấy là search ở đâu thì cũng như vậy thôi, bạn tìm kiếm ở đâu cũng như vậy thôi à, nó cũng sẽ có một lượng câu hỏi nó khá khá là giống nhau. Ví dụ như kiểu mình sẽ lấy ra một vài cái câu hỏi tiêu biểu nhá. Thứ nhất là các bạn phải giới thiệu về bản thân, thật là trôi chảy vào, mình mạnh nhất thật trôi chảy vào. Cái thứ hai là kỳ vọng của bạn với bản thân, với công ty trong vòng 5-10 năm sắp tới là gì, các bạn muốn trở thành ai trong vòng 5-10 năm sắp tới. Đó, thì đấy là những cái câu hỏi mà mình thấy là mình tham gia phỏng vấn nhiều, mình thấy ai người ta cũng hỏi mình cái câu đấy à. Thì các bạn có thể luyện tập để trả lời cho nó là trôi chảy nhá, trôi chảy và tự nhiên nhá. Đừng có cái kiểu như là các bạn đang học thuộc lòng trả bài ấy thì nó cũng sẽ không hay đâu. Thì một cái cách mà mình khuyến khích các bạn làm, thì các bạn hay ngồi và làm như mình như này, là ngồi trước máy quay và quay lại để cảm thấy tự tin hơn. Đó, thì là 3 cái điểm mấu chốt mà mình muốn nói ở trong cái giai đoạn là đi tìm việc ở Nhật. Thì nó còn rất là nhiều khó khăn, mình phải nói luôn. Với bản thân mình không biết các bạn thấy thế nào, nhưng mà với bản thân mình thì mình thấy nó phải là 8 phần khó khăn và 2 phần là không khó khăn lắm. Đấy, 8 phần mình thấy là rất là khó khăn luôn. Bởi vì chắc là có lẽ một phần là bởi vì tiếng Nhật của mình nó chưa tốt, thế nên là mình cảm thấy nó rất là khó khăn đấy các bạn ạ. Nhấn mạnh lại cái chữ khó khăn, không phải là để cho các bạn bị thụt lùi ý chí chiến đấu đâu, nhưng mà các bạn cần phải có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Và phải giữ cho mình một cái tinh thần thép một chút nhá. Rồi, thế mình chuyển sang đến giai đoạn thứ hai là khi mà bắt đầu đi làm. Thì tính đến thời điểm hiện tại, mình đã đi làm ở công ty này được 3 tháng. Thì trong vòng 3 tháng qua, mình thấy rằng là mình rất là may mắn khi mà được làm việc với một bác sếp mà bác ấy rất là nhiệt tình trong cái việc mà giảng dạy cho mình những cái từng ly từng tí một trong công việc, từ việc mà nhập liệu như thế nào cho đến việc là gửi email tiếng Nhật mà gọi là business ra làm sao, rồi là các cái tác phong business, nó còn gọi là business manner ấy, nó như thế nào, từ cái việc mà chị mà đưa cái messy cái name card, cái gì nhỉ, cái danh thiếp như thế nào đó. Mình rất là xin lỗi các bạn là nếu như các bạn xem trong video của mình ý, và thời điểm hiện tại mình đang bị gặp một cái khó khăn về mặt ngôn ngữ. Tức là mình nói cho ra như kiểu mình không giữ được cái độ thuần khi mà mình nói bất kỳ một ngôn ngữ nào. Mình nói tiếng Việt, nói tiếng Anh hay nói tiếng Nhật, mình cứ bị pha ba cái thứ tiếng nó vào. Thật ra là với tư cách của một người đã từng có kinh nghiệm đi làm phiên dịch ở Việt Nam ấy, thì mình thấy đó cũng là một điều hơi xấu hổ một chút. Nhưng mà mình cũng đang tìm cách để khắc phục, và cũng mong là nếu mà các bạn có cái cách nào hay ấy, thì hãy giới thiệu cho mình nhé, để mình không bị rơi vào cái trạng thái là today I daizoku. Kiểu tức là nó cứ bị xen lẫn cả ba ngôn ngữ vào, mình thấy cũng hơi kỳ và cũng hơi xấu hổ một chút. Nhưng mà thôi, mình cũng đang tìm cách để khắc phục nhá. Nếu có biết cách nào thì nhớ nhắn cho mình nhá. Rồi, em nên quay trở lại câu chuyện là trong cái quá trình đi làm, thì thực ra là mình ít khi bị mắng lắm, mình không bị mắng, nhưng mà mình có một cái áp lực như thế này các bạn ạ. Đấy là mình bị kỳ vọng vào bản thân.
mình bị kỳ vọng vào bản thân ấy. Mình là cái người mà theo chủ nghĩa, tức là mình, nếu mình là người thuộc cung sử nữ ấy, và bạn nào thuộc cung sử nữ thì chắc cũng biết là một cái người mà có tính cầu toàn rất là cao, nên là cái người mà có tính cầu toàn càng cao thì càng dễ bị thất vọng. Và đặc biệt là mình có cái tính cầu toàn với bản thân ấy, nên là đôi khi mình bị thất vọng, mặc dù mình không bị sếp mình mắng, nhưng mà ví dụ như khi mà mình làm 3 tháng rồi và công ty của mình nó có rất là nhiều những cái sản phẩm ấy mà mình không nhớ được cái hình dạng của nó khi mà mình nhận diện nó trên thị trường ấy, mình cũng cảm thấy rất là thất vọng với bản thân. Hoặc là ví dụ như là có những cái điều mà sếp mình đã nói rồi, mình đã ghi chú lại rồi nhưng mà mình vẫn quên, điều đó cũng khiến cho mình cảm thấy thất vọng với bản thân. Rồi thậm chí là vấn đề về mặt ngôn ngữ nữa, mặc dù sếp mình có thể nói được tiếng Anh, mình thì cũng có khả năng nói tiếng Nhật, nhưng đôi khi có những cái câu chuyện, cũng có những cái việc mà mình cảm thấy bị, tức là mình không thể nào mà diễn tả được hết cái nội hàm, rồi là cái ý mà mình muốn nói. Nên là nhiều khi mình cũng bị khá là thất vọng về bản thân ấy trong vòng 3 tháng qua. Và cái điều này thực sự là mình cũng, ngày hôm nay mình mới dám ngồi đây và mình chia sẻ với các bạn, bởi vì nó cũng là cái điều mà khiến cho mình trong mấy ngày qua mình cứ bị nghĩ về nó nhiều quá. Đấy. Nhưng mà sau đó thì mình cũng cứ kể câu chuyện này với bạn mình, cũng là một người đã từng có kinh nghiệm sống ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài, thì bạn mình cũng có động viên và nói rằng là đấy là cái cảm giác mà ai cũng sẽ phải trải qua thôi. Đó, thực ra khi mà gọi điện về cho bố mẹ hay là kể chuyện với người thân, chẳng bao giờ dám nói ra những cái câu chuyện kiểu như thế này đâu. Đó, thì nó cũng sẽ có những cái nốt trầm như vậy. Mặc dù như mình có nói mình không bị sếp mình mắng, nên sếp mình rất là tốt, nhưng mà mình cứ cảm thấy là đấy là cái trở ngại tâm lý mà mình đang gặp phải. Và mình cảm thấy mình chưa đủ tốt. Mình cảm thấy là khi mà mình nhận tiền từ sếp mình, nhận tiền từ công ty, nhận tiền lương từ công ty, mình cảm thấy mình chưa được xứng đáng. Mình nghĩ rằng là chắc là do ai mà mới đi làm cũng như vậy thôi. Và đặc biệt là người như mình chưa bao giờ có kinh nghiệm làm việc ở Nhật, lại làm việc với người Nhật, ở làm việc cho cái công ty mà giấy tờ cũng toàn bằng tiếng Nhật nữa. Thì mình cũng, nên hôm nay mình cũng khá là kiểu buồn và cảm thấy thất vọng với bản thân ấy. Tại vì sếp mình rất là tốt, bác ấy kiểu cứ, bác ấy đối xử với mình rất là tốt ấy. Đấy, bác coi mình như con gái, chỉ dạy từng chút một, nhưng mà mỗi khi mà mình bị quên ấy, đấy thì mình cảm thấy là, chắc là không biết là bác có thất vọng không, nhưng mà ngay chính bản thân mình bị cảm thấy thất vọng với chính mình ấy. Đó, nên có rất là nhiều những khó khăn khác nữa, ví dụ như là về trở ngại về giao tiếp văn hóa chẳng hạn như thế. Và đặc biệt là về ngôn ngữ, nhiều khi mà mình tham gia những cái cuộc họp bằng tiếng Nhật ấy, mình chỉ hiểu tầm khoảng 50-60%, cho nhiều khi kiểu bập bõm xong rồi còn rồi lại xác nhận lại với bác sếp mình, bác bảo thế thì đến nay không phải, thế kiểu bẽ bàng xấu hổ kinh khủng. Nhưng mà dần dần tôi cũng phải quen thôi, mình cũng phải tự nhủ lấy lòng và tự dùng các tư duy gọi là tư duy cầu tiến vào trong đó để vượt qua được những cái khó khăn về mặt tâm lý, thế thôi. Đó, thì trong cái quá trình đi làm thì chắc là mới có 3 tháng thì chắc cũng chưa có gì gọi là ghê gớm lắm. Và bác sếp mình cũng bảo là cháu mới có đi làm 3 tháng thôi, làm chỉ cháu mới xác nhận được có 10 tháng thôi. Thế nên là mọi thứ nếu như không quen thì cũng là điều bình thường. Cứ dần dần thì mọi chuyện nó cũng sẽ tốt đẹp lên. Bác ngày nào bác cũng động viên mình, rồi ngày nào bác cũng bảo mình hãy cố gắng lên. Đó, thì kể ra câu chuyện này chắc các bạn sẽ bảo mình trời, các cái đứa này nó bị làm sao ấy, và sếp thì tốt như thế mà lại còn bị stress thì thế nào, thì không stress nữa. Nhưng mà nếu như các bạn ở trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái tình huống của mình, thì chắc là các bạn đâu đó cũng sẽ nghĩ giống như mình thôi. Đó, các bạn cũng sẽ bị cảm thấy thất vọng với bản thân. Và khi mà các bạn càng thất vọng với bản thân nhá, thì các bạn lại càng không muốn làm gì cả. Lúc ấy sao các bạn cảm thấy nó bị chán ấy. Đấy, nên là gần đây mình cũng cứ bị lười lười, mình lại còn càng thất vọng hơn nữa là mình không chăm được như ngày xưa ấy. Tại vì mỗi lần đi làm về ăn cơm rồi nghỉ ngơi xong mình bị rất là lười. Đó, làm video này chắc là cũng sẽ nhiều bạn bảo là lười thì tắt máy đi mà chăm lên đi để mà khắc phục, đúng không? Quá thì than khổ với các bạn một tí thôi, để cho nó đỡ xì chết một tí thôi. Nhưng mà tóm lại thì mình thấy là cái việc mà xin việc rồi là việc đi làm ở Nhật thì mặc dù nó có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều điều thú vị
rất là nhiều niềm vui. Ví dụ như là các bạn sẽ được hòa nhập vào cùng với văn hóa của người Nhật này. Đấy, rồi các bạn cũng sẽ dần dần thích nghi được. Mình nghĩ là đi làm ấy thì cái khả năng nghe của các bạn nó sẽ lên rất là nhanh. Còn đọc hiểu rồi là từ vựng các thứ thì mình sẽ phải tự trau dồi thôi. Ok, đó là những cái tâm sự của mình ngày hôm nay. Đầu video thì thấy kiểu có vẻ hào hứng không? Nhưng mà cứ mỗi lần mà nhắc đến những cái nỗi thất vọng của bản thân là tự nhiên giọng nó trùng lại. Nói như vậy thôi, nhưng mà mình chia sẻ cái câu chuyện của mình thì các bạn mà chuẩn bị sang Nhật và các bạn mà chuẩn bị xin việc thì các bạn hãy có một cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý vững vàng nhá. Dám đá lên một tí nhá, từ như mình có một cái giai đoạn mình hay khóc nhè được. Ôi trời ơi, xấu hổ quá. Nhưng mà có một giai đoạn mình rất là hay khóc nhè, rất là hay kiểu than vãn ấy. Đấy, nhưng mà may quá bên cạnh mình cũng có những cái người rất là tốt, ví dụ như là bố mẹ, bạn bè, rồi là cả anh chồng mình nữa. Nhiều khi mình cứ nghĩ mình là một người mạnh mẽ cơ, nhưng mà thực ra là chẳng phải. Nhiều khi cũng tâm lý yếu đuối lắm. Ok, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu như các bạn đã xem đến đây thì chắc là các bạn đã yêu quý mình rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Và nếu như mà các bạn có những cái câu hỏi gì liên quan đến việc xin việc hay là đi làm hay là những cái gì mà mình có thể trả lời được thì đừng quên hãy để lại comment ở phía dưới cái video này nha. Và nếu mà video này các bạn cảm thấy hay và đâu đó nó đúng với tâm trạng của các bạn ở thời điểm hiện tại thì đừng quên like và share giúp mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.